Vào đi. Dạ thưa anh, tài liệu hôm nay đều ở đây ạ. Để cứ để đấy, lát tôi xem sau. Hôm nay em thấy dự báo thời tiết báo sẽ mưa, anh về cẩn thận ạ. Được rồi, cảm ơn cậu. Vào đi. Thư ký của anh đâu rồi? Cậu ta về được một lúc rồi. Sao lại như vậy được? Rõ ràng anh ta bảo tôi mang tài liệu quan trọng đến cho anh ta mà. Mà cô bị ngốc à? Sao trời mưa như thế, không mặc áo mưa vào? Áo mưa dùng để bọc tài liệu rồi. Với lại tôi ướt một tí cũng chẳng làm sao cả. Tài liệu này quan trọng hơn. Được rồi, để tôi ra ngoài gọi cậu ấy. Cảm ơn anh. Thư ký của tôi, cậu ấy nói là không gọi cô đến. Ai bị lừa rồi. Tiệt. Mà thôi, cũng không còn chuyện gì nữa đâu. Cô đi về đi. Tôi biết rồi. À mà khoan. Chuyện gì nữa? Cầm lấy. Cảm ơn anh. Về đi. Vào đi. Dạ thưa sếp, chuyện hôm qua tôi đã điều tra rồi ạ. Là do cô Tú Linh nhờ người gọi để bảo cô Lan Anh đến ạ. Được rồi. Sao thế? Còn gì nữa? Có một chuyện tôi không biết tôi có nên nói hay không ạ. Nói đi. Hôm nay cô Lan Anh vẫn xin nghỉ ạ. Và tôi nghe nói là cô ấy vẫn đang ở nhà một mình, không ai chăm sóc. Làm sao mà xin nghỉ? Ốm à? Thôi, lần sau thì đừng nói những chuyện không liên quan đến tôi nhá. Dạ vâng ạ, tôi xin phép ạ. Tôi mang việc đến cho cô đây. Hóa ra là cô ở chỗ này à? Từ trước tôi cũng hay tò mò về đây đó. Hình như là tôi vẫn chưa mời anh vào nhà thì phải. Mời sếp của mình vào nhà thì là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà tôi xin nghỉ làm đến hết ngày mai. Có việc gì cần làm thì anh giao cho người khác đi. Nhưng mà việc đã giao cho ai rồi thì người đấy phải làm chứ. Có trách nhiệm mà làm. Mà sốt cao quá. Uống thuốc chưa? Tôi tính ăn gì đó đã rồi phải uống. Thôi được rồi, để tôi lo cho. Đi vào nghỉ đi. Nghe. Anh nói gì? Cứ đi vào nghỉ đi. Anh định làm gì tôi đấy hả? Nghe. Dậy đây ạ. Anh còn biết nấu cháo nữa cơ à? Thế mà ngày trước anh còn bảo là sẽ không bao giờ động đến bếp núc nữa cơ mà. Tôi sang bên đó, nếu không nấu ấy thì một là hết tiền, hai là chết đói. Thì bắt buộc tôi phải học nấu thôi. Anh đúng là khiến tôi bất ngờ thật đấy. Anh quên mất là tôi không thích ăn hành à? Tôi nhớ chứ. Không những cô không thích ăn hành mà cô còn không ăn tất cả các loại rau thơm. Thế nhưng mà học ăn đi, hành tốt lắm. 5 năm trôi qua nhanh như vậy rồi, thế mà em vẫn nhớ nhở? Thì làm sao mà quên được.
Cô có nhớ cái lần mà chúng ta trốn học đi ăn phở không? Hôm đó quên dặn người bán hàng, thế là người ta mang ra một bát phở đầy hành, báo hại tôi cả buổi phải ngồi gắp hành ra cho cô. Lúc đó tôi đã thề rằng là sẽ không bao giờ được phép quên cái chuyện là cô không ăn hành. Còn có cái chuyện mà anh mua tận 2 cái bánh mì, nhưng mà anh lỡ cho rau thơm vào, nhưng mà tôi không ăn được, anh liền phải ăn 2 cái. Lúc đó bụng của anh phình to như cái trống ấy. Đúng là tài thật đấy. Có những chuyện mình không thể nào mà quên được. Nếu như tôi nói tôi không muốn quên và cũng chưa bao giờ muốn quên. Lan Anh, tại sao ngày hôm đó em không đến? Bây giờ gặp lại nhau, em không thể cho tôi một lời giải thích đàng hoàng được hay sao? Tôi chỉ biết xin lỗi anh thôi. 5 năm qua, lúc nào anh cũng thắc mắc là tại sao em làm như vậy. Em không phải là người hay lỡ hẹn. Nhưng mà bây giờ, cho dù có cố gắng thế nào nữa thì cũng không thể nào làm được gì. Tôi với anh chỉ có duyên nhưng mà không có nợ. Nhưng nếu chúng ta gặp lại nhau thì anh cho đó là nợ. Mà đã nợ thì phải ở bên cạnh nhau khi nào trả hết mới thôi. Ôi, lỗi của tôi vô ý quá. Để tôi đỡ cậu dậy. Để tôi. Sếp. Dạ, em xin phép sếp. Chúng ta thống nhất với nhau là phải giấu cái chuyện mà chúng ta quay lại rồi cơ mà. Bây giờ dù mình có giấu thì bọn họ cũng biết thôi. Cho nên chi bằng chúng ta hãy công khai rằng chúng ta yêu nhau đi. Em thấy công việc anh sắp tiến cử em như thế nào? Hay là bây giờ anh tạm thời đừng có tiến cử em được không? Em mới vào công ty được 1-2 tháng, làm như vậy mọi người cứ lời ra tiếng vào ấy. Không được. Ngay từ lần đầu em vào công ty làm việc, ai cũng nhìn thấy em rất cố gắng. Hơn nữa, anh không thể để em làm việc trong môi trường thấp như vậy. Rất khó để phát triển. Anh Nam, việc anh quay lại với cô ta có phải là thật không? Tại sao anh lại làm như thế? Đúng, chuyện đó là thật. Bọn anh đã quay lại với nhau. Anh được lắm. Anh biết thừa là chúng ta có hôn ước với nhau mà anh vẫn còn làm như thế. Hôn ước á? Đúng vậy đấy. Người đàn ông mà cô đang nắm tay ấy chính là vị hôn phu của tôi đấy, có biết không hả? Linh, chuyện hôn ước giữa chúng ta sẽ không diễn ra được dù Lan Anh có xuất hiện hay là không. Cho nên em đừng lấy chuyện này ra để uy hiếp anh. Hơn nữa, người anh lấy làm vợ là người anh phải lựa chọn, chứ không phải là người khác sắp đặt cho anh. Anh sẽ phải hối hận với tất cả những điều mà anh đã làm ngày hôm nay. Lan Anh, việc hôn ước của anh, em đừng quá lo lắng. Anh sẽ xử lý xong thôi. Chính vì lý do này mà em càng phải lên vị trí cao hơn, càng phải sớm thành công hơn. Anh không muốn mẹ anh hay bất kỳ ai làm tổn thương em nữa. Đây là vũ khí bí mật cực kỳ quan trọng để công ty anh có thể đứng vững đến thời điểm này. Anh muốn em xem qua. Dạ thưa anh, bên phòng marketing vừa báo cô Lan Anh nghỉ việc được 2 ngày rồi ạ. Với cả không ai liên lạc được với cô ấy ạ. Đi tìm cô ta cho tôi. Dạ thưa anh, còn vấn đề tài liệu mật nữa ạ. Không thể để nó rơi vào tay đối thủ được ạ. Chuyện này tính sao ạ? Vậy tôi mới nói, dồn toàn tâm toàn lực đi tìm cô ta cho tôi.
trước khi cô ta bán nó cho đối thủ. Đi đi. Anh Nam, em vừa điều tra được Lan Anh chính là gián điệp mà công ty đối thủ cài vào công ty của mình. Tài liệu mật của công ty mình cũng rơi vào tay đối thủ rồi ạ. Anh xem đi. Nói chuyện này với bố em, ông sẽ giúp anh gánh vác. Nam, ra đây mẹ bảo đã. Mẹ ơi, để nói sau được không ạ? Con mệt quá. Chuyện này rất quan trọng, không thể để đến mai được. Hiện tại công ty chỉ có một lựa chọn duy nhất là bắt tay với tập đoàn nhà Linh. Con là giám đốc công ty, con phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Nói đi nói lại thì vẫn là mẹ muốn con kết hôn với cả Tú Linh, có đúng không ạ? Chuyện đã đến nước này, chả nhẽ con không biết ai mới là người con nên lựa chọn à? Con đã thấy sáng mắt ra chưa? Cái con bé Lan Anh ấy, nó chỉ vì tiền mà thôi. Mẹ đừng có nhắc đến cô ta nữa được không? Được, mẹ sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng con phải đưa ra quyết định ngay đi. Chuyện này á, không chỉ liên quan đến cá nhân con, mà còn ảnh hưởng đến cả công ty nữa đấy, con biết không? Vậy thì cứ làm theo quyết định của mẹ đi ạ. Vào đi. Dạ thưa sếp, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, tập đoàn Abi sẽ không đe dọa được mình nữa. Tôi biết rồi. Dạ, vẫn còn một chuyện nữa. Chúc sếp tỏ tình cô Tú Linh thành công ạ. Nếu bây giờ anh cầu hôn em bằng thứ này thì em có đồng ý hay không? Nhưng đây là nắp của cái lon nước ngọt này mà. Thì cứ coi như đây là một chiếc nhẫn đi. Thì em có đồng ý không? Tạm thời bây giờ em sẽ đồng ý. Nhưng mà mai sau anh nhất định phải kiếm một chiếc nhẫn to hơn và đẹp hơn cho em đấy. Được. Sau này nhất định anh sẽ cầu hôn em bằng một chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất. Bác gái vẫn là bác cao tay nhất, chứ không thì làm sao có thể trừ khử được cô ta sớm như thế. Đúng rồi đấy ạ, nếu mà không uy hiếp đến gia đình cô ta ấy thì làm sao mà cô ta có thể buông bỏ cho anh Nam dễ như thế được. Chắc là giờ này anh Nam đang rất là căm hận cô ta, vì vẫn nghĩ là cô ta chính là người mang tài liệu mật của công ty cho công ty đối thủ. À mà cháu nghe nói là hôm nay anh Nam sẽ cầu hôn cháu đấy. Kế hoạch của bác cháu mình thành công mỹ mãn rồi. Lúc nào thì bác có thể dành thời gian cho cháu để chúng ta có thể ăn mừng nhỉ? Tú Linh! Anh Nam, cô nói đi. Cô và mẹ tôi đã làm gì Lan Anh? Anh Nam, anh có thể bình tĩnh lại không ạ? Nói, cô đã làm gì? Anh Nam, em không biết gì hết, em không làm gì hết. Anh bỏ tay ra như thế em đau đấy ạ. Sếp, em đã điều tra theo lời anh nói. Cô Lan Anh hoàn toàn không có mối liên quan gì với công ty đối thủ ạ.
Hơn nữa, cô ấy hiện tại đang ở quê. Có vẻ như mẹ anh đã đến uy hiếp gia đình cô ấy để cô ấy buộc phải rời xa anh. Bác, cô đến đây làm gì? Thưa bác, cháu nghe nói là anh Nam gặp nạn ở trên đường. Cháu đến đây xem anh ấy thế nào. Bác có thể cho cháu qua nhà được không ạ? Không bao giờ. Trừ khi tôi chết, cô mới có thể bước chân được vào đây. Cháu xin bác, cháu chỉ vào xem tình hình anh Nam thế nào thôi ạ. Cháu xem một chút thôi. Cô có biết không? Vì cô mà nó mới bị như thế không? Việc của cô bây giờ ấy là tránh xa nó ra. Càng xa càng tốt. Như thế là tốt nhất cho nó đấy. Cô đã hứa với tôi là cô không bao giờ quay về rồi cơ mà. Nếu mà nó không mà làm sao ấy, cô đừng có trách tôi. Đáng nhẽ cô hứa với nó như thế rồi, cô đừng có quay về đây nữa mới tốt. Cô mà làm gì ảnh hưởng đến nó, tôi sẽ sống chết với cô đấy. Bác, đi đi. Kìa, sao vừa mới tỉnh con lại đi ra đây làm gì? Mẹ, có phải cô ấy đến rồi đúng không ạ? Không phải là nó đâu. Nó đã bỏ con đi rồi. Con phải tin vào điều ấy chứ. Tại sao con cứ tư tưởng đến nó mãi thế? Trời ơi, con làm cái gì đấy? Mẹ, con xin mẹ. Xin mẹ hãy để cho con được quyết định hạnh phúc của mình. Người con gái ngoài đó là người con yêu nhất. Con phải gặp cô ấy. Mẹ đừng ngăn cản chúng con được không ạ? Nhưng mà nó không tốt như con nghĩ đâu. Chẳng phải ngày đó nó đã bỏ con mà đi hay sao? Mẹ, con đã biết hết tất cả rồi. Cô ấy không nhận một đồng nào từ mẹ cả. Mà ngược lại, chính mẹ còn uy hiếp cô ấy. Nếu mẹ không tôn trọng quyết định này của con thì mẹ sẽ mất đứa con trai này vĩnh viễn đấy. Ôi, sao con ngốc thế hả con? Con! Và sau tất cả những thăng trầm ấy, cuối cùng chúng tôi lại quay về bên nhau. Và có lẽ lần này sẽ không bao giờ rời xa nữa. Lan Anh, em vẫn như vậy nhỉ? Chỉ có những thứ này mới làm em hạnh phúc. Bây giờ khi mà ngồi với anh, em cứ có cảm giác là mình đã quay lại về 5 năm trước. Đây vẫn là kiểu hẹn hò mà em thích nhất. Em có biết là tại sao hôm nay anh lại hẹn em ra đây để ăn mấy cái thứ này không? Chẳng phải là anh muốn ôn lại kỷ niệm xưa hay sao? Lan Anh, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đã cầu hôn em và em đồng ý. Ngày hôm nay cũng tại nơi này, để anh thay cho em chiếc nhẫn khác đẹp hơn nhé. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Vậy thì ta phải giữ